Tử vi tuổi Ngọ tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ chí kim đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết cách tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Ngọ sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận của tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 không phải là tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, tuy nhiên có một số ngày trong tháng 1 âm lịch những gia chủ tuổi Ngọ sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1 tức ngày 21 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ giáp Ngọ sinh năm 1954 và Bính Ngọ sinh năm 1966. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 1 tức ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và mệnh chủ Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1 tới ngày 16 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Gia Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1 tức ngày 28 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1 tức ngày 12 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Họa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Trong tháng 1 âm lịch, với vận may khá tốt về mặt sự nghiệp, những người tuổi Ngọ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc cũng cần được giải quyết. Sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 1
cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới trong công việc, được hanh thông. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên tuổi Ngọ hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những hỏa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tháng 1 âm lịch tuổi Ngọ sẽ có quý nhân trợ giúp nên có thể đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp lên một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được. Ngoài ra, tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, tuổi Ngọ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản tiền để dành cho sau này. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc, làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Ngọ. Nếu thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng một số khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Bước sang tháng 1 âm lịch, chỉ cần các gia chủ tuổi Ngọ nhanh nhẹn, trang trí hơn, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm sẽ trợ giúp cho các gia chủ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài xung rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch không có vấn đề đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Ngọ có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Bạn cũng cần chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Ngọ nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Bính Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. May mắn, tình trạng sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái. Bản mệnh cũng cần chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Bên cạnh đó, người tuổi Bính Ngọ cũng nên sử dụng kim bài Thái Tuế mang theo bên mình để bảo vệ bản mệnh, mang lại may mắn, tài lộc. Thứ hai, Mậu Ngọ sinh năm 1978. Mậu Dương Thổ gặp canh Dương Kim là Thiên Ất, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 1 năm 2021 có vận trình nửa đầu tháng khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì bản mệnh nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình.
đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Ngọ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, canh Ngọ sinh năm 1990. Canh Dương Kim gặp canh Dương Kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Hơn nữa, trong tháng còn có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo, cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Đặc biệt, người tuổi Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Nhâm Xuân Thủy gặp canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ Nhâm Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Tiến sang tháng này, người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Ngọ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!